Buổi sáng hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại cầu Phước Long cả nhà. Và hôm nay Phước Sửu sẽ review cho cả nhà tiến độ mới nhất về cái cầu Phước Long mới nối với phường Phú Mỹ quận 7 và xã Phước Kiển huyện Nhà Bè nhé. Với tổng quy mô đầu tư của dự án, cầu Phước Long lên đến khoảng 737 tỷ đồng, 100% vốn từ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh. Như mọi người nhìn thấy thì cầu Phước Long cũ hiện hữu đang có chiều rộng khá nhỏ, thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ô tô di chuyển giữa hai đầu cầu phải thực hiện luân phiên theo tín hiệu của đèn giao thông. Cầu được triển khai vào năm 2019, sau khoảng 4 năm thi công thì mới được một đoạn thôi và gọi là tạm dừng vào năm 2020. Và cầu hiện tại thì đang hoàn thành tiến độ rất là tốt, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ luôn. Thực tế ghi nhận tại cầu Phước Long thì thuộc địa phận cầu Phú Mỹ thì quận 7 thì có dọc theo cái đường Phạm Hữu Lầu được bàn giao mặt bằng thi công san lấp và thu gom đường lưới điện. Các đơn vị đang tập trung máy móc và nhân lực khai thác thi công các hạng mục dạng rất là rầm rộ luôn. Sau khi xây dựng mới thì mặt cầu sẽ rất là rộng, ô tô có thể lưu thông hai chiều, góp phần giảm tải lượng lớn phương tiện di thông từ Nhà Bè sang quận 7 và di chuyển về Phú Mỹ Hưng khá gần luôn. Hiện tại thì cầu Phước Long mới hoàn thành được 3 trụ ở giữa cầu. Đường dẫn thì hai đầu cầu hiện vẫn đang thi công và đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Cầu Phước Long mới với tổng chiều dài là 300m, rộng 10,5m, đường dẫn hai bên dài 120m, rộng 30m ha cả nhà. Tổng vốn đầu tư khi nãy có nói là hơn 700 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thì cầu này sẽ giúp giảm tải cho cầu Phú Xuân 2 trên đường Quỳnh Tấn Phát, giải quyết một số điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận 7 và Nhà Bè, gồm những cây cầu mà được giảm thiểu giao thông giống như là đường cầu Kênh Tẻ, ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Văn Linh, ngã ba Quỳnh Tấn Phát và Bùi Văn Ba. Và cầu Phước Long sẽ rút ngắn thời gian di chuyển huyện Nhà Bè sang quận 7, ngược lại chỉ còn 2 phút. Ban giao thông đã kiến nghị với thành phố Hồ Chí Minh là sớm hoàn thành chi trả bồi thường nè, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý 2 của năm vừa rồi nè, năm 2023 này nè. Và tiến độ đang đẩy mạnh rất là tốt, thì dự kiến chỉ còn khoảng là tháng 12 năm 2024 thì công trình sẽ đưa vào hoạt động khai thác và làm giảm thiểu được những nghẽn giao thông của cái khu vực Nam Sài Gòn. Cảm ơn quý anh chị đã xem qua video và cập nhật những thông tin cơ sở hạ tầng của khu Nam. Quý chị cần thêm những cái thông tin về bất động sản tại khu vực Nam Sài Gòn này thì inbox cho Phước Sửu nhé. Hiện tại thì những cái dự án bất động sản tại Nam Sài Gòn đang rất là phát triển, có một số nhà đầu tư lớn đã có những triển khai những cái quy mô những bất động sản khá nhộn nhịp và được khách hàng mong chờ và chào đón những cái sản phẩm nó khá tốt. Cảm ơn quý anh chị, xin hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.